Rồi giờ lấy tiền nè. Clip luôn. Tao đủ đúng không? Không, chưa biết anh, chưa biết bao nhiêu đếm lại chứ em đâu có đếm đâu. Bắt đầu hành trình đếm tiền các bạn. Bao nhiêu anh? À 6 lần này. Ngàn đúng không? 15 ngàn. 65 ngàn. Chọn giờ cho anh chưa sắp, anh sắp anh chơi lại rồi. 15 ngàn. Chưa. Không biết gì đâu. Không biết anh mua gì đâu. Con chủ shop và cái cách bất ngờ. Rồi cái bất ngờ. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn, đã quay lại với kênh của Nhện Vlog nha. Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nhện Vlog nha. À, này đây là bạn mình nè. Thằng này nó chuẩn bị đi mua đồ nè. Các bạn nó biết, các bạn chắc chưa biết nó mua gì đâu. Nhưng mà nó mua, người ta gọi là bằng tiền trắng. Nhưng mà nó không mua bằng tiền trắng, nó mua bằng cái đống tiền này nè các bạn. Đây, đó cái đống tiền nè. Đống tiền này nè để mua cái nón. Nó mua cái nón full pay mà nó dùng đống tiền này đi mua nón full pay. Bây giờ hai anh em mình giờ bắt đầu đi mua nón nha. Các bạn hãy chờ đón clip nha. Cũng khá là lâu rồi. Lâu lắm mà mình cũng chưa quay clip. Làm clip thì nay rảnh rỗi. Làm clip tròn. Đi làm clip tròn. Cái kìa đi kìa. Đi kìa anh bán nón. Bây giờ mình sẽ gom tiền lại nha các bạn. Này gom bỏ bầu. Cũng chưa đếm nhiều nữa nhưng mà chơi lại đi, thiếu nữa xong. Đúng rồi. Tàn tiền 1.000, 2.000 không các bạn? Này cũng tầm mấy trăm ngàn chứ không nhiều đâu. Đâu, coi nè. À, rồi giờ bỏ ba lô. À, rồi, tiếp. Mời các bạn theo chân này luôn. Qua, shop nó. Vô, thôi. Quay tí mà. Dạ, mua nón. Có Asia nữa mà. Asia 3.5, GST 3.5 luôn. GST 3.5 luôn, Asia, Asia, Agu. Mấy trăm là 200. Tại vì nếu mà 450 thì em mua 1.29. Đâu cái rô dừa cho anh. Cái rô dừa chứ. Thôi cái này rô dừa. Bự. Ngang ngửi nóng tôi. Không, nhỏ hơn cái của em. Nhỏ hơn cái của em. Ừ, 2 kính nhưng mà lật hàm được. Lật cái hàm lên uống nước thoải mái, thoải mái đúng không?
bó khỏi rời luôn. Bò này thì trong xước. Thích mẫu nào? Vừa ok rồi, hàng nó vừa. Vừa rồi thì ok rồi. Vừa là mua nón. Nón đang thử kính các bạn. Đó, anh làm cho hết luôn. Đây là anh chủ shop. Mình đi anh chủ kính đen nó ban ngày nó sẽ ok hơn. Thì nó chụp giỏi. Ban đêm. Cái này nó rẻ hơn. 80 đúng không? 90. Hay đen, cái đen nó ngầu hơn đúng không? Đấy. Vừa đâu không? Tối thì chói gì ta? Không chói, chính không chói. Nó sẽ chói mà nó chỉ lo vô thằng tiền nhưng mà còn lại. Nó bật đèn pha vậy, chói chắc nhiên rồi. Chói á, cái này nó pha hay rồi chói. Bây giờ rảnh thì mình ngủ lan thôi gì. Ừ. Anh chủ shop vui tính anh chủ shop đẹp trai vui tính à. Nhớ mặt em nha, bữa sau qua. Đừng có đuổi về. Đấy, đẹp trai liền. Vừa hơn đúng không? Không lắc qua lắc lại coi nó có bị lắc không? Ok rồi, giờ ok rồi, lắc vậy là ok rồi. Cái cái lót đầy luôn, em lót nhiều lắm. Trời ơi, em nhỏ. Ok đúng không? Ok. Hello rồi, hello rồi. Hello. Ê, vậy là tem chưa? Đây. Bây giờ tới khâu dán tem chống giả. Dán tem chống giả của của shop nè. Cái này cái gì mà tới đây bảo hành nó dễ. Ok. Mà xe thì chưa được bây giờ mua hai kính hay một kính? Hai kính luôn hả? 3,5 kính anh chị rồi đúng không? Màu xuống dễ hơn trên gạt rồi nè. Gắn lại anh đèn sau trước đúng không? Đó, anh đèn ngay chỗ này nè, nó nằm ngay chỗ này nè. Đó, một cái cái này thì dễ gắn nhất, nó sẽ dễ hơn mà. Rồi tất cả bao nhiêu à? Cái này là thêm nó vô đầu rồi. Không. Đúng rồi. Nó sẽ có hai cái khe lên đây như này. Đó là sau khe hấp dẫn phải. Nên điều hòa cướp. Chưa? Ok chưa? Một cái khăn nữa. Bao tay chắc có mà đúng không? Hả? Ừ, từ từ. Giờ là lấy khăn. Ok, phát chưa? Đẹp trai vậy. Nó ngầu hơn, nó full ngầu hơn. Đúng rồi, đeo tai nghe rồi. Không bị cánh hai cái tai. Đúng là trường rồi luôn. Cái này cắt đầu tốt hơn nghe nhạc.
Mà chừng mấy cái gài ở đâu nhưng mà khít được cái cổ đúng không? Lúc nào cũng thở. Em đừng có để khít cổ. Em để chưa được tí tại vì chưa nó quay xuống nó không bị cánh. Anh nói không thể nào lật qua được cổ á. Chốt không? Rồi vậy là hai cái này nó có túi mà. Cái này nó không có túi. À, agu agu mới có túi hả? Túi đồ dồi cho luôn rồi. Gắt đi. Chụp hình đăng phay, úp phay vậy sao ấy. Đấy, vui á, vui không? Vui không? Nên biểu cảm mà. Người đâu có tiền là có tất cả luôn. Tất cả. Ok, tất cả bao nhiêu? Là kính các hàng 4,5 thì sẽ không trả tiền. Nãy chắc anh em cũng biết rồi đó. Thì bây giờ thanh toán tiền thôi. À, anh lấy nước anh. Được rồi đó. Nhật hay là Nhật? Nhật chứ cũng được anh. Nhật tên thật. Nhật thì nó kêu là anh dễ tính lắm. Rồi giờ lấy tiền nè. Clip luôn. Tao đủ đúng không? Không chưa. Chưa biết anh chưa biết bao nhiêu đếm lại chứ em đâu có đếm đâu. Bắt đầu hành trình đếm tiền các bạn. Lần sau hết được qua luôn. Anh chủ đẹp trai dễ thương. Bạn đang có một cái tập hỏa nè. Em kêu làm đi đổi tiền. Cầm máy đếm tiền quá quá hả? Cầm máy đếm tiền quá. Cái đồ này căng à. Đi thôi. Cái bài đăng lên tiền. Mở này. Đó đó chị. Mua xe mua gì đó. Dạ. Thì là tiền là tiền tiếp nè. Tiền ánh sáng hả đúng không? Không. Em có kia không? Bao nhiêu? Tất cả xong rồi nè. Mười một thiếu hai cọc nữa. Một ba hai. Ba thiếu hai cọc nữa. Bắt đầu tình này là thôi giờ lấy tiền chẵn đi. Lấy cho lẹ. Bắt công ngồi đếm. Bốn này. Nãy em kêu là đi cọc này được rồi, nó còn định hỏi em ra đổi 500 không? Đổi 500 lấy tao 500 mới đếm nữa. Vậy là bà vậy dám kêu là ý tưởng nghiệp. Ờ, ý tưởng 1,000, 2,000 thôi. À. Rồi, ý tưởng nó đổi em. Lỡ rồi, lỡ rồi.
Ok, giờ đủ nha các bạn. Là tất cả là 450 nha các bạn. Đấy, đây là đây là cọc tiền mình đi mua đồ nè. Rồi, ok. Rồi, có gì các bạn quay lại đây, quay lại shop này ủng hộ các bạn. Anh nói lại địa chỉ đi. 82 Bạch Đằng, phường 5, thành phố Vũng Tàu luôn. Rồi, ok. Rồi, mình để link địa chỉ cho các bạn coi nha. Rồi. Đây, shop này rất đầy đủ nón nè các bạn. Đó. Rồi, tụi mình đã mua nón xong các bạn. Đó, đây là nón rồi. Quê nón lên nè. Đó. Rồi, đi mua nón với lại một cọc tiền lẻ. Cọc tiền lẻ đâu. Cũng may là cái kênh là chủ shop dễ tính thôi. Khó tính là chắc nãy giờ ra ngoài đường rồi. Rồi, cảm ơn. Rồi, mấy bạn mà dân phường á, nếu mà cần món thì ghé qua shop của anh dễ tính lắm. Dễ tính lắm. Anh cứ bắt chước mình nói thêm tiền là được rồi. Tờ nghe là được nha. Rồi, các bạn xem xong nhớ like, subscribe kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn. Bye. Bao nhiêu anh? 65 này. Thôi. Sáu mươi lăm nghìn. Cho anh cứ sốc với anh sốc, anh chơi lại rồi. 15 nghìn. Chưa. Mình cần mua gì đâu. Không biết cần mua gì đâu. Con chủ shop và cái kết bất ngờ. Rồi, kết bất ngờ.